Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em bài quy đồng mẫu số nhiều phân số. Đầu tiên, cô muốn các em nhắc lại. 1. Viết công thức tổng quát về tính chất cơ bản của phân số. Bài này chúng ta đã học được rồi, ở bài trước rồi. Có hai tính chất. Tính chất thứ nhất đó là A phần B bằng A nhân M phần B nhân M, với M là số nguyên và khác không. A phần B bằng A chia N bằng phần B chia N, với N là ước chung của A và B. Tính chất thứ hai hay còn gọi là rút gọn phân số A phần B. Tiếp theo, các em hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A, âm 1 phần 3 bằng 4 phần chấm chấm chấm. Câu B, 5 phần âm 6 bằng 10 phần chấm chấm chấm. Vậy thì ở câu A, các em sẽ áp dụng tính chất thứ nhất hay tính chất thứ hai? Sẽ áp dụng tính chất thứ nhất, lấy âm 1 nhân cho mấy để được 4? Âm 1 nhân cho âm 4 sẽ bằng 4. Vậy thì âm 1 nhân cho âm 4 thì 3 cũng phải nhân cho âm 4. Tức là tự nhân cho số nào thì mẫu phải nhân cho số đó. Giống như công thức A nhân M thì B cũng phải nhân M. Ở dưới ta sẽ được là 3 nhân âm 4 bằng âm 12. Tương tự như vậy, câu B, 5 nhân 2 bằng 10 thì âm 6 nhân cho 2 cũng âm 6 cũng phải nhân cho 2, nhân cho 2 là sẽ bằng âm 12. Vậy thì ta nhận thấy áp dụng tính chất ta sẽ tìm được hai phân số mới bằng với hai phân số đã cho, mà hai phân số mới có đặc điểm gì? Có cùng mẫu số. Hai phân số trên có cùng mẫu số. Vậy thì quy đồng mẫu số các phân số, tức là làm cho chúng có cùng mẫu số. Để cụ thể hơn, quy đồng mẫu số nhiều phân số. 1. Quy đồng mẫu số hai phân số. Cái này thì tiểu học đã học rồi. Bây giờ chúng ta áp dụng thêm vào phần số nguyên có cả số âm và số dương. Nên cái phần này cô sẽ nói luôn. Đầu tiên ta xét ví dụ âm 3 phần 5, ta có hai phân số đó là âm 3 phần 5 và âm 5 phần 8. 5 và 8 đều có bội chung là 40, nhìn vào là thấy ngay. 5 và 8 đều có bội chung là 40, cho nên ta sẽ lấy 5 nhân mấy để được 40? 5 nhân cho 8, 5 nhân 8 bằng 40 thì mẫu nhân cho 8 thì tự cũng phải nhân cho 8. Lấy âm 3 nhân 8 sẽ được là, tương tự như vậy, phân số thứ nhất nhân với 8 thì phân số thứ hai thì nhân với 5. Lấy 8 nhân 5 là ở mẫu, ở tự cũng phải lấy âm 5 nhân 5. Ra kết quả sẽ là âm 24. Âm 3 phần 5 sẽ bằng âm 24 phần 40. Phân số thứ hai, âm 5 phần 8 bằng âm 25 phần 40. Ở đây ta đã làm cho hai phân số âm 3 phần 5 và âm 5 phần 8 về cùng mẫu, đó là 40. Thì đây là cách làm này gọi là cách làm quy đồng mẫu số hai phân số. Rồi các em có nhận xét gì về số 40 đối với 5 và 8? Số 40 sẽ là bội chung của 5 và 8. Đối với 5 và 8 thì ta sẽ có nhiều bội chung. Bội chung của hai số ta sẽ có nhiều. Và đây cô đã tìm ra được bội chung của 5 và 8 sẽ có nhiều, đó là 40, 80, 120, 160, vân vân.
Mà khi mà quy đồng đưa về mẫu là 40 cũng được, đưa là về mẫu là 80 cũng được, 120 hay 160 vẫn được. Nên các em làm hỏi chấm 1 vào trong vở, tự làm vào trong vở, đưa về mẫu là 80, 120 và 160, giống như ví dụ đằng đầu, đầu bài cô đã cho. Vậy thì 40, 80, 120, 160 vân vân đều là bội chung của 5 và 8. Tại sao đưa về chọn 40 là mẫu số chung mà không chọn những cái số như là 80, 120, 160? Vì sao? Bởi vì 40 vừa là bội chung vừa là bội chung nhỏ nhất của 5 và 8, nên khi làm ta sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Được chưa? Vậy thì khi chọn bội chung, chọn mẫu số chung thì ta sẽ chọn, thường sẽ chọn bội chung nhỏ nhất. Mà cách tìm bội chung nhỏ nhất chúng ta đã học rồi. Cô sẽ tổng hợp lại. Muốn tìm bội chung nhỏ nhất, bước đầu tiên ta sẽ phân tích các số ra thừa số nguyên tố. Các thừa số nguyên tố có thể là 2, 3, 5, 7, 11, vân vân. Những số nguyên tố là số chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Vậy thì mình sẽ phân tích ra các số nguyên tố như các số cô đã nói. Bước thứ hai là mình chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng. Nhớ là cả chung và riêng. Cái nào mình có thừa số nguyên tố chung thì mình lấy chung, có riêng thì lấy riêng, tức là mình phải lấy hết. Sau đó lập tích các thừa số đã chọn và lấy với số mũ là lớn nhất. Nhớ là lớn nhất. Tại vì bội chung nhỏ nhất thì mình phải lấy với số mũ lớn nhất. Rồi, như phân số đằng đầu bài là âm 3 phần 5 và âm 5 phần 8, thì 5 và 8 cô sẽ lấy, phân tích ra thừa số nguyên tố như thế này. 5 sẽ bằng 5 bởi vì bản thân nó đã là thừa số nguyên tố rồi. 8 sẽ đưa về là 2 mũ 3, tức là 2 nhân 2 nhân 2. Bước 2 đó là các thừa số nguyên tố chung và riêng. Ở đây ta không có thừa số nguyên tố chung, cho nên ta sẽ lấy thừa số nguyên tố riêng thôi, đó là 5 và 2. Ta sẽ tìm được bội chung nhỏ nhất bằng cách lập tích hai thừa số này với số mũ lớn nhất. Ở đây là 5 là 5 mũ 1, 2 sẽ là số mũ lớn nhất là 2 mũ 3, sẽ bằng 5 nhân 2 mũ 3 sẽ bằng 40, cho nên ta sẽ lấy 40 làm mẫu số chung. Được chưa? Ta đi qua hỏi chấm 2. Hỏi chấm 2. Em hãy tìm bội chung nhỏ nhất của các số 2, 5, 3, 8 và tìm các phân số lần lượt bằng 1/2, âm 3/5, 2/3, âm 5/8, nhưng có mẫu là bội chung nhỏ nhất. Cái này làm theo các bước giống như hồi nãy cô đã nói. Tìm bội chung nhỏ nhất, bước đầu tiên là làm gì? Phân tích các số ra thừa số nguyên tố. Bản thân 2 đã là thừa số nguyên tố rồi, cho nên mình chỉ cần viết lại. 5 cũng là thừa số nguyên tố, 3 cũng là thừa số nguyên tố. Nhưng 8 có phải là thừa số nguyên tố không? Không, 8 mình sẽ viết lại thành 2 mũ 3. Đây, 5 bằng 5, 3 bằng 3 và 8 thì bằng 2 mũ 3. Xong bước đầu tiên. Bước thứ hai, chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng. Đó là gồm những số nào? 2, 3, 5. Đó, bước thứ hai. Bạn nào không nhớ thì nên ghi lại cái cách mà tìm bội chung nhỏ nhất các bước giống như hồi nãy cô đã nói. Tiếp theo, bội chung nhỏ nhất sẽ bằng 3 nhân 5 nhân 2 mũ 3 bằng 120. Vậy ở đây ta có bội chung nhỏ nhất là 120, thì ta sẽ quy đồng các phân số, 4 phân số ở trên theo với mẫu là 120. Đây. Câu B. Ở đây ta có 1/2, âm 3/5, 2/3 và âm 5/8, đưa về với mẫu là 120 hết. Được chưa? Tới đây kịp không? Sau đó ta sẽ xác định 2 nhân với mấy để được 120?
Muốn biết là 2 nhân mấy 120, các em hãy lấy 120 chia cho 2. Đó, sẽ ra là 60. Mà mẫu nhân 60 thì tử cũng phải nhân cho 60. Được chưa? Tương tự như vậy, muốn biết là 5 nhân mấy để được 120, cứ lấy 120 để chia cho 5. Mà mẫu nhân cho 24 thì tử cũng phải nhân cho 24. Tiếp theo, lấy 120 chia cho mấy? Chia cho 3 bằng 40. Thì ta sẽ lấy 3 nhân cho 40. 3 nhân 40 thì 2 cũng phải nhân cho 40. Tương tự như vậy, 8 nhân 15 và âm 5 nhân 15. Được chưa? Ta sẽ tìm được 4 cái tử, đó là 60, âm 72, 80 và âm 75. Vậy thì các số màu đỏ ở đây gọi là các thừa số phụ. Thừa số phụ. Vậy thì chúng ta bắt buộc phải biết được thừa số phụ thì mới quy đồng được. Mà muốn tìm thừa số phụ, ta chỉ cần lấy cái bộ chung nhỏ nhất mới tìm được, chia cho từng mẫu. Mà chia cho từng mẫu thì ta sẽ tìm được từng thừa số phụ tương ứng. Sau đó mình nhân phân số với từng thừa số phụ. Ta sẽ được phân số mới. Đây cô, tổng hợp lại cách muốn quy đồng mẫu số nhiều phân số với mẫu dương, ta cần: bước 1, tìm bộ chung của các mẫu, thường là bộ chung nhỏ nhất. Cách tìm bộ chung nhỏ nhất cô cũng đã nói rồi. Bước 2, tìm thừa số phụ, lấy mẫu chung chia cho từng mẫu. Bước 3, nhân tử và mẫu của mỗi phân số với từng thừa số phụ tương ứng, ta sẽ tìm ra được các phân số mới có mẫu là bội chung nhỏ nhất và các phân số mới này có cùng mẫu là xong. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ làm cái hỏi chấm 3. Quy đồng mẫu số hai phân số sau. Vậy bước đầu tiên ta cũng phải tìm bội chung nhỏ nhất. Và tìm bội chung nhỏ nhất, bước đầu tiên đó là phân tích ra thừa số nguyên tố. Đây, 12 cô phân tích ra bằng 2 mũ 2 nhân 3. 30 sẽ bằng 2 nhân 3 nhân 5. Được chưa? Bạn nào không nhớ thì có thể mở sách lại. Cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố như thế nào? Trong sách có. Rồi, suy ra bội chung nhỏ nhất sẽ bằng tích các thừa số nguyên tố chung và riêng lấy với số mũ lớn nhất. Ở đây 2 có 2 mũ 1 và 2 mũ 2 mà mình sẽ lấy là 2 mũ 2. Được chưa? Sau đó nhân cho 3, nhân cho 5 thì sẽ ra được bội chung nhỏ nhất. Bước thứ hai là gì? Tìm thừa số phụ tương ứng. Sau đó lấy bội chung nhỏ nhất chia cho từng cái mẫu, là lấy 60 chia 12 bằng 5, lấy 60 chia 30 thì bằng 2. Ta sẽ được hai cái thừa số phụ tương ứng. Số 5 sẽ tương ứng với phân số thứ nhất. Thừa số phụ 2 thì sẽ tương ứng với phân số thứ hai. Xong bước 2. Bước 3 đó là nhân cả tử và mẫu với thừa số phụ tương ứng. Phân số 5 phần 12 thì lấy 5 x 5, 12 x 5. Phân số 7 phần 30 sẽ bằng 7 x 2 và 30 x 2. Sau đó ta sẽ được hai phân số đó là 25 phần 60 và 14 phần 60. Hai phân số này đã có cùng mẫu. Thì ta đã thực hiện quy đồng xong. Các em ghi bài kỹ lưỡng cái phần công thức, cái cách mà quy đồng mẫu số, nhiều phân số và cái ví dụ này vào. Và từ đây trở đi, mình sẽ làm các bước giống như ví dụ này trong bài tập. Tiếp theo là cô có một ví dụ khác. Quy đồng mẫu số các phân số 7 phần 30, 13 phần 60 và âm 9 phần 40. Bước 1. Làm như bài hồi nãy, tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. 30 bằng 2 x 3 x 5, 60 bằng 2 mũ 2 x 3 x 5, 40 bằng 2 mũ 3 x 5. Suy ra được bội chung nhỏ nhất của ba số 30, 60, 40 sẽ là 2 mũ 3. Tại sao mình lại lấy 2 mũ 3? Tại vì phải lấy với số mũ lớn nhất.
ở đây có 2, 2 mũ 2 và 2 mũ 3 thì ta sẽ lấy là 2 mũ 3. Rồi nhân cho 3, 3 thì chỉ có 3 mũ 1 thôi, mình lấy là 3 nhân 5, 5 mũ 1 sẽ bằng 120, ta sẽ tìm được bội chung nhỏ nhất là xong bước 1. Bước 2 sẽ là tìm thừa số phụ tương ứng. Đây, chia cho 30 là phân số thứ nhất này, lấy 120 chia 30 sẽ được thừa số phụ thứ nhất là 4, thừa số phụ thứ hai là 2 và thừa số phụ thứ ba là 3. Sau đó nhân từng phân số với thừa số phụ tương ứng sẽ là 7/30 nhân 4, 13/60 nhân 2 và -9/40 nhân 3. Thì cái này các em sẽ tự làm ở vở và đối chiếu kết quả với cô. Ta sẽ qua bài so sánh phân số. Mình có hai phần. Phần thứ nhất là so sánh hai phân số cùng mẫu. Nếu mà hai phân số đã có cùng mẫu số rồi mà quan trọng mẫu phải dương, nhớ mẫu phải dương thì ta mới so sánh được. Còn mẫu nào chưa dương thì ta phải làm cho mẫu dương bằng cách chuyển dấu trừ lên trên, được chưa? Trong hai phân số có cùng mẫu dương, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Ví dụ -2/5 và -6/5. -2/5 sẽ lớn hơn -6/5 vì -2 lớn hơn -6. Được chưa? Cái này dễ. Em hãy lấy một ví dụ khác vào vở để so sánh hai phân số có cùng mẫu. Lấy tương tự như cái ví dụ của cô và mỗi người tự lấy riêng cho mình. Được chưa? Sau khi lấy ví dụ đó thì mình sẽ làm cái hỏi chấm 1. Điền dấu thích hợp vào ô trống. Ta có là -8/9 và -7/9, -1/3 và -2/3. Phân số -8/9 và -7/9 đã có cùng gì? Cùng mẫu dương chưa? Cùng mẫu dương rồi là 9. Thì mình sẽ so sánh hai cái tử số đó là -8 và -7. -8 như thế nào với -7? Bé hơn -7. Thì mình sẽ có là điền dấu vào. Tương tự như vậy, có thêm 3 phần. 3 bài các em tự làm vào vở. Rồi, ta sẽ điền dấu đó là bé hơn. Tiếp theo, -1/3 sẽ lớn hơn -2/3. -3/7 sẽ lớn hơn -6/7. Và -3/11 sẽ bé hơn 0/11. 0/11 tức là số 0 đó nha các con. Tiếp theo, so sánh hai phân số khác mẫu. Hai phân số mà khác mẫu thì mình so sánh như thế nào? Muốn so sánh thì ta phải đưa về cùng mẫu thì ta mới so sánh được. Mà muốn đưa về cùng mẫu thì ta phải quy đồng giống như bài trước mình đã học. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương bằng cách quy đồng rồi so sánh các tử số với nhau.
phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn, được chưa? Ví dụ so sánh hai phân số âm 11 phần 12 và 17 phần âm 18. Đó, bước đầu tiên là mình phải làm cho hai cái mẫu nó dương trước, tại vì muốn quy đồng thì là phải mẫu dương mà, chứ không thể nào quy đồng mẫu âm được. Được chưa? Rồi. Quy đồng mẫu dương ta có là bước đầu tiên cũng là phân tích ra thừa số nguyên tố nè, tìm bội chung nhỏ nhất nè. 12 sẽ bằng 2 mũ 2 nhân 3, 18 sẽ bằng 3 mũ 2 nhân cho 2, tìm được bội chung nhỏ nhất sẽ là 36. Rồi, tìm thừa số phụ tương ứng. Lấy 36 chia 12 bằng 3, 36 chia 18 bằng 2. Nhân cả tử và mẫu với từng thừa số phụ tương ứng. Âm 11 phần 12 sẽ bằng âm 11 nhân 3 và 12 nhân 3 bằng âm 33 phần 36. Âm 17 phần 18 nhân cả tử và mẫu cho 2 sẽ được là âm 34 phần 36. Sau đó ta sẽ so sánh hai phân số sau khi đã quy đồng với mẫu số chung là 36. Ta có 33, âm 33 phần 36 sẽ lớn hơn âm 34 phần 36, nên âm 11 phần 12 lớn hơn âm 17 phần 18. Các em hãy ghi bài kỹ vào. Viết, nhớ là viết dấu phần sẽ nằm ngang với cái dấu bằng, nó nằm ở giữa của dấu bằng luôn nha, không biết xích lên xích xuống. Hỏi chấm 3, so sánh các phân số sau với 0. 3 phần 5, 3 phần 5 là phân số 3 là có dấu âm không? 3 phần 5, 3 dương, 5 dương. Vậy suy ra phân số này nó sẽ lớn hơn 0. Âm 2 phần âm 3, phân số âm 2 phần âm 3 mình viết được dưới dạng đó là 2 phần 3, viết thêm một cách khác đó là 2 phần 3. Mà 2 phần 3 thì nó như thế nào? Lớn hơn 0. Tiếp theo âm 3 phần 5, âm 3 phần 5, âm 3 là nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0 mà âm 3 phần 5 cũng là số âm, âm sẽ nhỏ hơn 0. Tương tự như vậy, 2 phần âm 7 sẽ nhỏ hơn 0. Vậy thì ta sẽ có nhận xét được là phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0. Phân số lớn hơn 0 được gọi là phân số dương. Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0. Phân số nhỏ hơn 0 được gọi là phân số âm. Rồi, các em ghi bài vào. Bài tập: so sánh các phân số 17 phần 60, 5 phần âm 18 và 64 phần âm 90. Bài này mình có thể làm luôn, đó là bước đầu tiên là phải tìm gì? Bội chung nhỏ nhất. Sau đó bước thứ hai mình phải tìm được đó là các thừa số phụ. Sau đó lấy từng phân số nhân với thừa số phụ là mình đã quy đồng xong. Quy đồng xong với mẫu là bội chung nhỏ nhất. Sau đó ta sẽ so sánh các phân số đã quy đồng. Được chưa? Rồi, bước 1 đây. Đưa về mẫu dương. 5 phần âm 18 sẽ bằng âm 5 phần 18. 64 phần âm 90 sẽ bằng âm 64 phần 90. Được chưa? Quy đồng mẫu số 3 phân số với mẫu dương đó là 60, 18 và 90. Mình sẽ tìm bội chung nhỏ nhất bằng 180. Tiếp theo đó là tìm thừa số phụ tương ứng. Lấy 180 chia 18, 180 chia 60 và 180 chia 90. Được chưa? Tức là 17 phần 60. 17 phần 60 sẽ có thừa số phụ tương ứng là 3. Âm 5 phần 18, cái này cô viết hơi ngược. Âm 5 phần 18 sẽ có thừa số phụ là 10. Tại vì mình phải nhớ cái mẫu là 18 thì sẽ ứng với phân số âm 5 phần 18. Mẫu là 60 thì sẽ ứng với phân số là 17 phần 60. Cho nên phân số 17 phần 60 sẽ có thừa số phụ tương ứng là 3.
âm 5 phần 18 có thừa số phụ tương ứng là 10, âm 60 phần 90 có thừa số phụ tương ứng là 2. Rồi sau đó mình sẽ nhân tử và mẫu với thừa số phụ tương ứng. Cái này nhân mẫu nhân nhiêu thì tử sẽ nhân với bấy nhiêu. Được chưa? Cái này các em chép vào. Sau đó mình sẽ so sánh dựa trên 3 phân số đã quy đồng. Đó là 51 phần 180 sẽ lớn hơn âm 50 phần 180, lớn hơn âm 128 phần 180, suy ra được 17 phần 60, lớn hơn âm 5 phần 18, lớn hơn âm 64 phần 90. Được chưa? Từ 3 phân số đã quy đồng thì mình sẽ suy ra được 3 phân số lúc đề cho. À xong, mình sẽ qua bài số 2, các em chép bài số 1 vào vở nha. Bài số 2, trong giờ học toán, sau khi so sánh 2 phân số 3 phần 7 và 2 phần 5, hai bạn Liên và Oanh đều đi đến kết quả là 3 phần 7 lớn hơn 2 phần 5, nhưng mỗi người một cách giải thích khác. Liên thì cho khi quy đồng mẫu 3 phần 7 bằng 15 phần 35 và 2 phần 5 bằng 14 phần 35, mà 15 phần 35 thì là lớn hơn 14 phần 35, nên 3 phần 7 lớn hơn 2 phần 5. Còn Oanh lại giải thích khác, 3 phần 7 lớn hơn 2 phần 5 vì 3 lớn hơn 2 và 7 lớn hơn 5. Theo em, bạn nào giải thích đúng vì sao? Thì ở cái bài này, các em để ý Liên thì làm theo cách nào? Cách quy đồng mẫu 2 phân số lên đúng không? Sau đó mình mới so sánh. Còn Oanh thì lại không nói vậy. Cứ số nào tử lớn hơn là mẫu lớn hơn thì suy ra phân số đó lớn hơn. Có nhiều người làm giống vậy không? 3 lớn hơn 2, 7 lớn hơn 5, suy ra phân số 3 phần 7 sẽ lớn hơn 2 phần 5. Vậy thì bây giờ ta sẽ có kết quả, đó là bạn Liên làm đúng vì làm đúng theo quy tắc so sánh phân số đã học. Còn bạn Oanh thì làm sai, bởi vì ví dụ như là phân số 3 phần 100 và phân số 1 phần 2, mà 3 lớn hơn 1, 100 lớn hơn 2. Nhưng 3 phần 100 lại bé hơn 1 phần 2, tại vì 1 phần 2 sẽ tương ứng với phân số là 50 phần 100 đó. Cho nên không phải cứ phân số nào có tử lớn hơn mà mẫu lớn hơn thì suy ra phân số đó lớn hơn nha. Mình phải quy đồng cho nó cùng mẫu thì mình mới so sánh được. Qua bài học hôm nay thì chúng ta cần học thuộc các bước quy đồng mẫu số nhiều phân số, cách so sánh các phân số cùng mẫu, khác mẫu, xem lại các ví dụ đã làm. Làm bài tập về nhà đó là bài 32, 33, 35, 119, 20 này, và bài 39, 124. Và tiếp theo là chuẩn bị bài phép cộng phân số cho cô. Bài học đến đây là hết.